Chào mừng tất cả các bạn nha, đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay là mình cùng các bạn đi xem bác ấy cấy rau thơm ở vườn các bạn nhé. Đây là rau húng các bạn ạ. Bên này là trồng những luống rau muống các bạn nhé. Giờ trồng rau thơm để bán, bán trồng gì? Sao trồng thưa vậy? Một hạt. Một hàng nó phải còn làm biết đâu. Hao khỏi chưa? À, hao khỏi rồi. Hao với bố nó, còn cháu với thằng Tư ra đến ngày đó. Ninh hết à? Ninh vừa lấy test là hết sạch rồi. Thằng Phương kia nó nhanh. Nọ nó bị đấy mà nó có 5 ngày là nó hết. Ai? Thằng Phương hẳn này. Nó lên téc mà cái hôm mà téc nó củi là nó téc, cái hôm cô đi thu tiền điện là nó tiền điện đường ấy chắc bị trước rồi. Tao biết nhưng mà nó bảo téc à, hôm đi thu cái lưu bảo ôi bà ấy, ông Phương cháu nhưng mà 5 ngày sao họ đã téc cho được 5 ngày hôm ấy là nó bị trước rồi, xong mà hôm ấy giờ không biết được mấy mảnh không biết, nhưng mà nó đã hết sạch. 7 ngày người ta mới vào test thì 5 ngày ai test cho. Mà hôm ấy nó còn tối nay phải gọi điện cho chip xem là chip nó khỏe chưa, đỡ chưa. Chip bị vừa bị hôm chủ nhật này. Ý mà mày không được ấy. Đang bảo ním này bà bảo cái hoan thắng được 4 triệu rồi, cái giang được 5 triệu. Nó bảo không, tháng trước nó bảo được tháng hôm nọ nó được bảo được có 2 triệu đâu mà. Được 4 triệu thì trừ 2 triệu tiền canh. À ừ thì đây bảo nó được 4 triệu nhưng chắc nó trừ. Nó trừ đi còn 2 triệu thôi. Không béo nặng trừ.
hàng rau răng kia rồi. Những cái gốc dài không trồng à? Hết, trồng hết rồi, hết mẹ. Luống rau thơm bác đã trồng xong nha các bạn nhé. Hôm qua trồng một luống ở kia. Những rau răng kia hôm nay trồng xong. Đây là luống rau muống này các bạn này. Đó, đây cũng luống rau muống các bạn nhé. Bác trồng là 4 luống rau muống các bạn. Đấy, bên này là những luống cây đỗ này, nó đang lên mầm, đang lên cây các bạn này. Đó, còn bên này là luống rau đay nha các bạn nhé. Đây là luống rau dền đỏ các bạn nhé. Đó. Vay về mà chăn nuôi. Bên này là vay được mấy năm? Luống rau vay về mà nuôi. Đây là rau mùng tơi các bạn ạ. Đó. Còn bên này là luống đỗ rất là xanh mượt này các bạn ạ. Đó. Đây là luống rau mùi tàu các bạn nhé, hay là gọi là rau răng cưa, bác mới được trồng. Đấy, luống rau thơm. Bên này là hai luống rau ngót này các bạn này. Đấy. Đây là toàn cảnh ruộng rau nhà bác ấy các bạn nhé. Đây là luống đỗ xanh tốt này. Dưa chuột à? Thank you.
Đấy là cây mùng tơi chứ. Mùng tơi đó, nhổ về trên kia trồng. Hà nọ mùa rồi hà nữ chắc mình chỉ ra đây đi Mình xin kết thúc video tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.